Lai nửa đời tìm thân thế, tìm được cha đã qua đời, nhưng phép màu đột ngột xuất hiện. Sinh ra ở Tuyên Hòa, sau 3 ngày chào đời, anh Nguyễn Ngọc Tâm được mẹ cho vào một cái rổ bỏ trước cửa một quán bar. Theo những gì anh nghe kể, quán bar ấy là nơi ba mẹ từng quen biết và gặp gỡ nhau. Bà chủ quán bar chính là người đã phát hiện và nhận anh làm con nuôi. Năm 1975, khi đó quân đội Mỹ rút hết khỏi Việt Nam, mẹ nuôi do có dính líu đến lính Mỹ nên bị tịch thu hết tài sản và bắt đi cải tạo 6 tháng. Lúc đó, anh Tâm còn nhỏ nên mẹ nuôi mang đi theo. Sau này về ở với ngoại thì không được thoải mái như ở với mẹ nữa. Tâm phải đi làm ruộng, làm rẫy thì mới có cái ăn. Nhớ như in những câu nói xé lòng của ngoại, anh chia sẻ với đài VOA. Ngoại thường xuyên nói là, mày không có máu mủ gì ở đây, ngày nào mà mày có làm thì mới được ăn. Lúc đó khổ quá mà mấy cậu quýnh dữ lắm. Ai cũng nói mày là con của đế quốc Mỹ, mà lúc đó mình cũng không biết đế quốc Mỹ là gì, Mỹ là ở đâu và như thế nào. Mình còn không biết mình là Lai nữa. Đến năm 1989, khi đó đạo luật American Homecoming Act có mở ra cơ hội cho những người con Lai sang Mỹ. Lúc đó với 2 cây vàng, anh Tâm đã bị bán đi cho một gia đình muốn sang Mỹ định cư. Nghẹn ngào trong nước mắt, anh chia sẻ với đài VOA rằng lúc đó tôi chưa nghĩ là bán mình, chỉ nghĩ là người ta có tiền để lo cho mình đi vậy thôi. Tôi cũng không biết là bán mua gì hết. Tôi không hận cha, không hận mẹ, không hận Việt Nam. Sang Mỹ một thời gian, anh dần làm quen với cuộc sống mới, đi học và bắt đầu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhiều năm sau, anh gặp được người vợ thân yêu của mình và kết hôn, sinh được những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Cuộc sống hạnh phúc và một công việc ổn định, gia đình anh hiện ở American Dream, nằm ở đông Rutherford, New Jersey, Hoa Kỳ. Dẫu có một cuộc sống ấm êm, nhưng nhiều lúc anh vẫn thường trầm tư suy nghĩ, mình là ai, cha mẹ là ai? Không một cái tên, không một tấm ảnh, không một câu chuyện nào anh biết về cha mẹ. Gần như là không một manh mối gì để có thể tìm được họ. Không biết bao nhiêu lá thư và những cuộc gọi hỏi thăm rất nhiều người, nhưng thông tin về cha mẹ vẫn mịt mờ. Lần mò tìm cách xét nghiệm ADN, chẳng ngờ may mắn đã mỉm cười với anh khi một cái tên hiện lên, Thomas DeMurray, ông chính là bác ruột của anh. Liên hệ được với bác, anh cũng biết thêm thông tin về cha ruột của mình. Ông ấy tên Danny Murray, đã qua đời từ năm 1989 trong một vụ tai nạn. Chia sẻ với VOA, anh Tâm như cố kìm nước mắt mà không thể, giọng anh nghẹn lại. Cả đời đi tìm ba, bây giờ tìm ra ba rồi, ba không còn sống nữa. 43 năm, lúc nào cũng cầu nguyện cho ba, xin Chúa gìn giữ ba, nhưng lúc tìm ra thì ba không còn sống nữa. Vậy là cơ hội tìm ba để hỏi về mẹ cũng không còn. Anh Tâm một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Bất ngờ tìm được mẹ. Tưởng như rơi vào bế tắc, nào ngờ thông qua xét nghiệm ADN, anh phát hiện mình còn có chung dòng máu với một người chị cùng mẹ khác cha nữa, và cũng nhờ chị mà anh đã kết nối được với mẹ. Anh chia sẻ với trang VOA, sau đó tôi nhận được một email từ đứa cháu, mà qua email mình nghĩ là chị hai là con của ông nội. Trước đây ông đóng ở Nha Trang, chứ không nghĩ là tìm được mẹ. Nhưng sau đó qua DNA thì biết chị là bên mẹ chứ không phải bên cha. Lúc đó câu đầu tiên muốn hỏi là mẹ còn sống không? Khi nghe mẹ còn sống, anh mừng lắm. Anh biết được bà hiện ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên, bà tên Nguyễn Thị Gặp. Tâm lập tức thu xếp trở về Việt Nam, đồng hành cùng anh là con gái, người bác ruột vừa mới nhận, Chris Murray, người chị và hai người cháu gọi anh là cậu ruột. Về Việt Nam, anh vẫn không quên ghé thăm mẹ nuôi, rồi mới đến tìm mẹ ruột. Phút giây đoàn tụ đầy nước mắt, anh đã biết được lý do vì sao mà năm xưa mẹ bỏ anh đi.
mẹ anh, bà gặp, chia sẻ với trang VOA. Lúc đó đưa cho bà Tư, má nuôi của anh Tâm Nguyễn. Sau đi Nha Trang thì đi vào đèo Cả, bị lật xe, tuột cả hai cái sườn. Nằm viện ở Nha Trang hết 24 ngày. Về thì bà Tư dọn đi rồi, chỉ nhớ vậy thôi chứ không nhớ gì nữa. Hỏi hàng xóm thì họ bảo là bà Tư dọn đi hơn 10 ngày rồi. Gặp được mẹ đã mừng, càng hạnh phúc hơn khi anh biết hóa ra mẹ không hề có ý định bỏ con. Anh Tâm chia sẻ với VOA, khi bỏ rơi lúc mới sinh ra hay bỏ khi lớn hơn thì chắc có lẽ cũng không có gì khác biệt. Câu chuyện mình nghe như vậy thì chắc có lẽ là má nuôi cũng không muốn mất mình. Thì điều đó cũng hiểu thôi, không có gì hết. Cái mình mong muốn nhất là tìm được mẹ lúc mẹ còn sống. Cảm ơn má đã sinh ra mình và cảm ơn má Tư đã nuôi dưỡng con. Cũng cảm ơn bên ngoài, ngày hôm nay con có thể về lại nơi đây. Chứng kiến cuộc đoàn tụ xúc động, bác Chris Murray cũng chia sẻ với VOA. Thật là tuyệt vời khi có thể chứng kiến cảnh cháu mình gặp lại má ruột. Đây là một điều rất hân hạnh. Dù sao thì má cháu cũng mang lại một mối tình cho ba của cháu. Thực sự là những đứa cháu, con của em tôi đều là cháu lai hết. Đứa nào cũng dễ thương và đẹp hết, nhất là cháu Tâm. Sau gần nửa thế kỷ đi tìm thân phận với bao nước mắt và buồn tủi, hiện tại những tổn thương trong lòng anh gần như tất cả đều đã xóa tan. Anh cho biết, xưa nay anh chưa từng oán trách bất kỳ ai, càng không trách số phận. Phải chăng nhờ vậy mà người đàn ông tình cảm này đã được Thượng Đế ban cho quả ngọt, chính là tìm được cả cha và mẹ, dù chưa thể nói là trọn vẹn.